Chào mọi người ha. Thì lại tiếp tục là cái chuỗi clip về đồ chơi công nghệ, kiến thức về công nghệ. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai thứ trong clip này. Để mình trả lời tin nhắn công ty cái nha. Các bạn thấy thì sau khi mà mình quay lại với cái cuộc chơi về công nghệ của mình ngày xưa rồi, thì thực ra là khi mà mình đi làm đầu tiên mình làm về mảng game. Làm ở mảng game NFT, mình cũng đã có sở thích về công nghệ, thì cái đó chính là cái nền tảng về những thứ được gọi là suy nghĩ logic này nọ đến thời điểm hiện tại, và khi mà mình đổi lại cái bàn phím cơ rất là ưng ha. Rồi thì hai phần ở trong clip này mà mình muốn chia sẻ với các bạn, phần đầu tiên là mình đã có từng nhắc về nó, đó là mình sẽ giải thích về cái tản nhiệt khí và tản nhiệt gió. Mình không nhớ chính xác, hình như là để mình chuẩn bị cái xíu. Ok, rồi. Thì tại sao mình lại cúi xuống? Bởi vì mình muốn lấy ra như thế này. Mình sẽ phân biệt cho các bạn là tản nhiệt khí và tản nhiệt gió. Tản nhiệt khí và tản nhiệt nước. Tản nhiệt khí thì có 3 loại mà mình có ở đây. Nói chung là mình cũng không phải như tiêu chí, nếu các bạn đã chia sẻ hoặc những các bạn tìm hiểu về công nghệ và mới biết đến kênh của mình và những cái từ khóa liên quan đến công nghệ, thì mình không phải là người theo tiêu chí là đi mượn của hãng hoặc của ai cả ha. Tại vì mượn của họ thì phải khen họ này nọ, phiền lắm. Thì ở đây là những gì mình có, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Trong mảng tản nhiệt khí, mình có một cái tản nhiệt zin của Intel. Đây là đồ xịn nha. Đồ xịn là khi các bạn chùi, nói chung là biến thôi. Ở dưới này nó có cái ống đồng. Cái ống đồng nó có hai phiên bản. Một phiên bản là ở giữa có ống đồng và xung quanh là lá nhôm, và một phiên bản là full nhôm, ở giữa nó không có đồng. Thì thường là mình sẽ ưu tiên tìm những cái tản nhiệt zin mà có đồng hơn, tại vì đồng nó sẽ truyền nhiệt tốt hơn nha, so với nhôm. Rồi chờ mình tí, mình sẽ chờ lên mình lấy hai cái tản nhiệt khí. Để chút nha, để mình mở cái đèn. Rồi. Rồi, để mình trưng bày nó lên rồi xem mình chờ mong mình coi cái góc quay nó cho các bạn dễ nhìn hay không. Đó, các bạn sẽ thấy ha, mình chỉnh lại góc quay tí xíu. Rồi, thì cái này là tản nhiệt zin nè. Cái tản nhiệt này là một tản nhiệt khí loại, một lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết kỹ hơn, và một loại tản nhiệt khí. Còn trong máy của mình là tản nhiệt nước, thì lát nữa mình sẽ cho cầm máy để quay sát hơn cho các bạn. Thì về nguyên tắc là tản nhiệt zin nó vẫn tốt, tản nhiệt zin nó vẫn tốt, và các bạn có thể sử dụng nó trên những dòng đời socket 775, socket 1150, 1151 này nọ, 1200, 1700 vẫn có thể được. Nhưng bắt đầu nó tới 1200 và 1700 nó sẽ bị lem các bạn. Tại vì có một số cái CPU nó có một cái hiệu suất rất là cao, dòng overclock này nọ. Thì ngoài ra đó, khi thời điểm đó nó sẽ có sự thay đổi về cái cấu trúc. Ví dụ như bạn thấy là cái thùng máy bây giờ là dạng MATX. Có một loại là mini ATX là rất là nhỏ, và dạng là full ATX tức là nó sẽ cao và bự hơn. Thì những cái thùng máy bự thì tản nhiệt khí như thế này hoặc như thế này sẽ đáp ứng được. Đó là các bạn gắn vô và cái không gian bên trong nó sẽ đầy đặn ra, thì mọi thứ rất là ok. Tuy nhiên có một số người giống như mình đi, mình sẽ thích là MATX hoặc là mini ATX, giống như cái này là MATX thì nó sẽ nhỏ lại. Thì khi đó những tản nhiệt khí này mà nhét vô trong đó nó sẽ thành giống như là nhồi nhét. Bởi vì các bạn tưởng tượng nha, đây là tản nhiệt zin, nó ghim vô để nằm cố định ha. Nhưng mà với cái con i7 9700 của mình á, thì nó rất là nóng, nên cái tản nhiệt này nó không còn đáp ứng nữa. Mặc dù nó là lõi đồng và là đồ zin, thì thời điểm này nó chính là cái tiêu chí giống như mình chia xe vậy đó. Không phải cứ đồ zin là ngon nha. Mình sẽ để một bên, và mình tin là các bạn có thể search trên mạng rất là nhiều thông tin về những cái tản nhiệt này rồi. Tản nhiệt zin nè, thổi thẳng nè, rồi chân của nó là những chân nhựa, theo thời gian nó sẽ nóng và nó sẽ bị giòn và sẽ bị gãy ha. Thì cái này sẽ cũng được, nhưng mà thôi mình không khuyên. Nếu các bạn đến thời điểm hiện tại thì khi mà mình chuyển qua tản nhiệt nước rồi, thì mình dư ra hai cái tản nhiệt khí này. Mình nhân cơ hội để mình giới thiệu cho các bạn thấy là hai tản nhiệt khí này nó có gì lợi thế so với cái tản nhiệt zin. Ngoài ra thì mình thông qua clip này mình cũng đã bán luôn, tại vì trong những clip về xe của mình thì mình dư cái gì mình cũng sẽ bán. Thì tương tự với cái series về công nghệ này thì mình dư cái gì mình cũng sẽ bán nha, bán lại, chi phí bán lại, và mình cũng nói rõ luôn, những cái này dễ lắm. Thì cái tản nhiệt đầu tiên về khí, các bạn sẽ thấy đây là cái tản nhiệt Sonsbo CR1000. Cái tản nhiệt này là mình mua đầu tiên khi nâng cấp từ cái tản nhiệt zin lên. Thì cái tản nhiệt này nó có cái gì hay? Đầu tiên nó là tản nhiệt tháp, khi các bạn gắn vô nó sẽ có cái thế như vậy, nó sẽ thổi cái làn gió đi từ phía trước này ra phía sau, ra cái quạt ở phía sau máy, giống như là exhaustic fan, nó sẽ thổi ra bên ngoài. Thì cái fan này nó thổi theo chiều đó, đúng flow, đúng chất lượng, đúng ok. Và ngoài ra các bạn sẽ nhìn thấy phía dưới này, các tản nhiệt khí nó sẽ thể hiện chất lượng bằng những cái ống đồng. Đây là cũng là mặt đồng tiếp xúc, và nó có bốn bay ống đồng để dẫn nhiệt. Thì với cái con Sonsbo này mình thấy là nó tản nhiệt ok. Tản nhiệt ok, nó có một cái đèn led ở trên này, nhưng mà là đèn led RGB, nó không thay đổi được, không có sync men, không có sync hub được, không có đổi màu theo mong muốn mình được, và cái màu của cái quạt cũng không có sync được luôn. Thì các bạn sẽ thấy nè, nó cao nè, và nó có một cái chân đế đó. Cái chân đế này, cái phần phía dưới này nó sẽ lồng phía sau của cái men, và cái phần phía trước này sẽ được bắt ốc chứ không phải gài ngàm nha. Những cái tản nhiệt xịn này nè, bắt đầu là bắt ốc, mà khi bắt ốc thì nó sẽ cứng, và khi nó được ghim vô men, phần sau nó giữ men, và phần trước nó sẽ tránh tình trạng là nó bị sệ, bị cong cái men, bị hư cái men của bạn. Thì những cái này bây giờ người ta làm rất là chất lượng rồi nha. Cái con Sonsbo này thì giá thị trường bán đâu đó khoảng chừng
300-400, nó gọi là tản nhiệt quốc dân luôn á, thì thật sự là mình xài lên là ok. Tuy nhiên với cái đèn led là mình không thích nè, nhiệt độ của mình cũng chưa ưng nên mình bỏ ra không xài nữa. Và cái này mình cũng có bán lại coi chừng 200-250 gì à, tùy. Nói chung là giao lưu anh em ra bán này nọ thì mình cái này nó dễ lắm nha, mình sẽ để đằng góc. Rồi tiếp theo là một cái tản nhiệt cao cấp hơn, đó là tản nhiệt Thermoride, cái logo này nè, Thermoride. Thì cái tản nhiệt này các bạn sẽ thấy nó to hơn hẳn so với thằng Turbo. Ngoài việc nó to thì nó có tổng cộng là 2, 4, 6 cái ống đồng dẫn lên phía trên để tản nhiệt trên các lá tản nhiệt so với 4 ống đồng của thằng Turbo. Và nó còn có một lợi thế hơn nữa là nó có cả hai quạt. Nó lại có một lợi thế hơn nữa là nó có quạt, cái đèn của nó, cái đèn quạt của nó, đèn led của nó là đèn sync AGB, rất là ok, nó đúng với cái mình muốn đổi màu như thế nào thì cái quạt này đổi theo với đó nha. Thì các bạn thấy rõ ràng nó hoành tráng nè, nó nạt, nó ngon hơn thì nó phù hợp, mình nghĩ rằng nó phù hợp. Tuy nhiên là nó phù hợp hơn với những cái thùng máy full size thì các bạn gắn vô rất là ok. Cái thùng máy của mình gắn vô thì nhiệt nó có tản được, tuy nhiên là khi mà mình gắn vô xong cái phần này nó quá bự nên nó ngăn cái việc tản nhiệt của cái thằng Vega đi lên trên. Mà như phía trước mình có nói rồi, cái Vega của mình nó hơi nóng, nó là 4 3060 ti, hai quạt, nhiệt độ mà chơi game rơi vào khoảng 70-80, 83-85 có luôn. Thì cái này nó lại bị trắng, nó trắng ngang nên cái nhiệt của cái quạt, cái nhiệt của cái Vega lên nó không có thỏa mãn cho cái quạt này, thì mình cũng thay đổi luôn đó, mình không bán này nữa, cổ đồng mình không sử dụng nữa, mình rao bán lại ở dưới là 6 ống đồng ha. Hàng này đầy đủ fan kẹp này nọ cho socket 1200-1700 AMD ha. Thì con này mình bán khoảng 150-200, con này thì giá thị trường nó rơi vào khoảng 500-600-700 gì đó, thì mình sẽ bán lại rơi vào khoảng 400-500 đó. Nói chung là gặp mặt giao lưu nó sẽ vui vẻ hơn ha, còn chạy được hết á. Rồi thì bây giờ mình đã giới thiệu cho các bạn ba cái rồi, mình sẽ đưa gần để giới thiệu cái tản nhiệt nước. Mình start máy nha, nó hơi rung cái các bạn cảm. Rồi đây là các tản nhiệt đó, mọi thứ còn ok nè, lưới nhiệt, lưới lá nhôm này nọ còn ok nè đó. Rồi thì nói chung là xài chắc cỡ chừng 1-2 tuần rồi sau đó bỏ ra, sau đó mình quyết định là mua luôn cái tản nhiệt nước của thằng Adicooling này. Thì nó đáp ứng được câu chuyện cho cái thùng máy của mình là MATX, nó gọn nha, cái hơi từ đây đi lên nó không bị choáng nè, ở trên là cũng có hai quạt, nó chỉ bị thứ là cái này không phải là led RGB mà nó là led cố định màu bạc luôn, nên thôi không sao, cái này không ảnh hưởng. Cái quan trọng của mình là thoáng, thông thoáng và nó thực sự tản nhiệt tốt. Nói chung tản nhiệt nước sẽ ok hơn tản nhiệt khí đó. Thì thời đại này thì người ta làm cũng kỹ lắm rồi, các bạn sẽ không còn bị cái khái niệm là sợ bị bể đường nước này nữa đâu ha, 3-4-5 năm thay là vừa đó. Thì sẵn tiện mình sẽ hạ xuống, thì hiện tại như các bạn nhìn thấy là nó đang, cái máy của mình là đang chạy cái tản nhiệt nước ha. Thì bây giờ mình sẽ quay qua cho các bạn nhìn thấy màn hình thứ nhất, màn hình chính và màn hình phụ. Thì cái main của mình đó, nó có làm ASRock, nó có một cái phần mềm để nó theo dõi cái vận hành của cái main, mình điều khiển tốc độ của main rồi chỉnh sửa overclock này nọ trên Windows luôn, và nó sync thẳng vô trong main nha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây con CPU của mình thời điểm hiện tại không load gì hết, và cái nhiệt độ phòng là mình không có mở máy lạnh nha, mình không có mở máy lạnh thì chỉ có quạt thôi đó, quạt gió thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy là nhiệt độ con CPU nó rơi vào khoảng 30-37 nè, 37-38-40 nè, main board khoảng 40 nè đó. Thì cái nhiệt độ này là rất là ok với mình, ổn định mát mẻ. Ngoài ra các bạn sẽ nhìn thấy được là nhiệt độ con Vega là chỉ dao động quanh 47 thôi, mà những dòng Vega đời mới á, khi cái nhiệt độ nó dưới 50-55 á thì gần như cái quạt của nó không quay nha các bạn. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nè, cái quạt bên trong không có quay đó, nó giữ một cái nhiệt độ ổn định rồi thì cái quạt sẽ không quay, đi tránh hư và nó bảo vệ cái, nó giữ cho cái Vega nó hoạt động lâu hơn, cái quạt hoạt động lâu hơn ha. Rồi thì điểm lại ha, cái quạt zin này thì chắc là không ai cần đâu, cái này bán chắc được mấy ngàn, 10.000-20.000 á. Cái Turbo này thì mình bán nè, cái này thì mình có bán nè, ai cần thì vô trong group 360 xe mình tỉnh mà chơi á, để tương tác coi trọng thì mình sẽ giao lại nha. Rồi phần thứ hai của clip là mình muốn nói về cách sửa chuột bị double click. Và một dạng, một là sửa double click trên chuột, hai là ví dụ các bạn click chuột nhưng mà các bạn bị không bị double click nhưng mà cái kiểu như cái nút nó bị dính á và nó khó đó, ví dụ bấm vô nó nảy liền không nói, nhưng mà theo thời gian các bạn bấm vô nó không nảy liền, một lát nó mới nhảy, nó không bị double click. Hai cái đó khác nhau nha, nhưng hai cái đó đều có thể xử lý bằng cách này. Ví dụ ngày xưa các bạn bị con này double click đi hoặc dính đi, các bạn chỉ có thể mua mới. Khi các bạn mua mới thì ok, chuyện nhỏ rồi không bạn, nhưng có một giai đoạn các bạn sẽ có thể là thay cái nút bên trong. Nhưng cái cách của mình là mình xài cái cách đó gần 10 năm nay và gần như những con chuột mình xài rất là bền, nó không bị gì cả. Đó là các bạn có thể đảo những lá đồng hoặc các bạn ép lại những lá đồng ở trong từng cái nút này. Trên một con chuột này ví dụ có 5 nút đúng không? Mình xài nhiều nhất là cái nút chuột này, cùng lắm chuột này, hai nút này xài ít. Thì thí dụ chuột này nó bị double click hoặc bị dính, mình sẽ đem cái lá đồng của cái này đem lên đây, hoặc đem lá đồng của cái này lên đây ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo, thì chuột nào nó tháo cũng sẽ khác nhau thôi, nhưng cái quan trọng là cái lá đồng ra các bạn sẽ hiểu được cái nguyên tắc của nó. Thì mình sẽ làm demo với cái con Razer Deadrider V1 này, con Essential này được cho, để sau đi các bạn sẽ nghe cái tiếng nha. Tiếng nó không có đã. Đó. Tiếng cũng không có đã. So với chuột mới nè. Đó, nghe đã ngon. Rồi,
thì mình sẽ tháo con này ra và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm lại cái dây đồng nó như thế nào nha. Rồi ok các bạn, thì hiện tại là mình đã setup vô mọi thứ ha. Thì đây là cái con chuột mà chúng ta sẽ làm việc với nó. Thì đời cũ rồi, mình cũng mang gian mấy cái fit cũ thôi. Thì nó tổng quan thường chuột á, nó sẽ có 3 con ốc, 1, 2, 3 ha. Thì thường mình cũng sẽ sử dụng cái bộ vít này, đơn giản. Ngoài ra để sửa cái lá đồng đó thì các bạn sẽ cần một cái nhíp và một cái mặt phẳng nhất có thể và đủ độ cứng. Thì ở đây mình chỉ riêng có cái xài cái con dao này thôi, cũng đơn giản nha. Thì để mở ra thì mình sẽ đơn giản thôi, đàn ốc, ốc lục giác, nghĩa là tên tiếng Anh nó thường gọi là Phillips head screw, rất là đơn giản. Rồi sau khi mình mở xong, mình sẽ ngồi xuống nên sẽ ngồi xa chút xíu ha các bạn. Sau khi tháo hết ốc xong, các bạn lật xuống để ốc ra một bên hoặc để vào cái nắp này, khỏi bao giờ quên và khỏi bao giờ sợ bị mất. Rồi với con detractor này thì các bạn sẽ như thế này, mà trước hay mở sau thì đều được, nói chung là nó có cái thế hết rồi. Xưa mở ở đâu nhỉ? Hay là nó có 4 ốc, nhưng mà máng là 3 ốc mà. 3 ốc à. Đó, đơn giản. Nói chung chuột này là mình đang xài, không xài nữa và mình tháo ra tháo vô và mình không có sợ hư, bởi vì thí dụ mà thời này mà hư nhựa thì mình hàn được nha. Không sợ lắm. Các bạn thấy nè, mở hơi mạnh tay nó bị nghiêng cái này ra. Ép nó lại thôi. Đó, đơn giản. Rồi, thì bây giờ để sau khi tháo ra xong với cái dòng detractor mà có đèn led như vậy thì bạn sẽ rút cái dây đèn led ra, đơn giản. Xong mình để cái này qua một bên, không đụng tới nữa. Chúng ta sẽ thấy là cấu trúc của nó này, đây là những cái chuột, cái núm Omron đó, núm Omron. Rồi thì bây giờ đây là chuột trái, đây là chuột phải, và những cái nút Omron này như hồi nãy mình có nói với các bạn, nó có thường nó có bán lẻ những cái nút này luôn, 10 triệu lần nhấn này nọ luôn. Nhưng các bạn sẽ phải có một cái kỹ năng về hàn đồ điện này nọ, các bạn tháo cái men này ra đó, các bạn hàn rút cái này ra rồi kim cái chân mới vô. Ok, đó cũng là một cách. Tuy nhiên cái cách của mình là một cái cách rất là thủ công và nó rất là đơn giản để tự làm tại nhà, với điều kiện các bạn phải có kỹ năng nha. Việc sử dụng con dao này cũng là có lý do của mình. Mình sẽ lòn nó vô, tại vì cái dòng nút Omron này nè, nó sẽ có hai cái, một cái phía trước và một cái phía sau cái ngàm để ẩn nha. Thì mình sẽ đưa vô, lẫy nó ra, tách cái ngàm đó ra. Nó hơi khó khi mà mình nhìn qua cái màn hình ha, các bạn thông cảm. Đó, ra nè. Đó, nó tách rồi nè, một cái ra là cái sau nó sẽ ra, tại nó có độ hở rồi. Các bạn cẩn thận khi lật ngửa xuống, nó sẽ có cái nút trắng giống vậy nè, coi chừng nó rớt nha. Đó, đẩy mạnh cái là ra. Các bạn phải lật ngửa nó xuống, các bạn sẽ lấy nó xuống thì các bạn sẽ không bị mất cái miếng trắng này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy kìa, cái lá đồng rớt xuống rồi đó. Thì cái lá đồng đó nó sẽ nằm vào cái vị trí này, nó bắt ngang qua, ngang qua. Khi các bạn bấm ở đây xuống nè, thì cái lá đồng nó sẽ tiếp xúc ở vị trí này, đây nó sẽ tiếp xúc ở cái vị trí này với nhau, nối mạch ha. Thì cái vấn đề mà bị double lick hay là bị dính nút, nó đến từ cái việc là cái lá đồng này theo thời gian, cái vị trí này nè, cái vị trí này nè, nó bị cong quá mức. Thì để giải quyết cho cái việc cong này, các bạn cần một cái mặt phẳng và một món đồ phẳng. Sau đó các bạn, mình có thể mô phỏng luôn ha, mình để lên trên này nè. Đó, rồi mình sẽ lấy cái con dao mình đè hoặc bẻ tùy các bạn, ép nó lại. Đó, ép nó lại. Sau khi ép xong các bạn thấy nè, nó phẳng hơn lúc cũ nè. Đấy, phẳng hơn nè. Rồi cái việc gắn vô lại, các bạn đưa cái đầu phía trước này vô trước, sau đó cái đầu này nó sẽ đưa ra phía sau của cái nút, và cái phần này, cái phần co giãn này nè, các bạn sẽ lấy cái mũi dao, các bạn nhấn nhẹ là nó vô. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn vô, và đây chính là cái đoạn mà chúng ta cần phải có cái nhíp ha. Mình sẽ gắn, và do mình quay bằng cái điện thoại nên nó sẽ auto focus, các bạn thông cảm nha. Mà cấu trúc của nó là như vậy. À, xin lỗi, vô phía sau trước nha, không phải vô phía trước đâu. Vô phía sau, vô trước nè. Rồi phía trước là nó móc vô, nó hoàn lại, nó giữ. Đó. Rồi sau khi đã cố định được hai vị trí, các bạn sẽ lấy con dao, bạn trấn nhẹ cái dòng cung này, trấn nhẹ thôi, nghe cái tạch cái là dừng nha. Dừng nha. Đó, các bạn nghe tiếng tạch cái rồi. Bạn sẽ nhìn ngang nè. Ở trên màn hình chắc bạn khó thấy, tức là cái độ hở này nè, cái độ hở này nó có rồi nè. Nó căng. Đó, nó căng nên nó sẽ không bị double lick nữa. Để chắc cú, các bạn lòn cái mũi dao phía dưới, các bạn lẫy lên tí xíu, nhẹ thôi, không thôi nó bung. Đó. Rồi sau khi bạn làm xong, các bạn sẽ lấy ngón tay, các bạn ấn. Đó, những tiếng chắc nịch hơn chưa, khác biệt liền, đúng không? Tiếng này nghe lỏng lẻo nè, tiếng này nghe ngon lành chưa đấy. Rồi ok, việc còn lại là chúng ta lấy lại cái nắp này với cái nút nhỏ màu trắng này. Nếu cái nút nhỏ này bị rớt ra thì bạn lấy nhíp nhét vô lại nha, không sao cả. Và là thực ra nó có phân biệt nằm ở phía trước phía sau nha, các bạn cẩn thận
đó, cái phần cái trắng trắng này nè nằm phía trước, rồi các bạn nhét vô lại. Làm thông qua cái màn hình nó hơi khó các bạn. Đó, vô rồi nè. Đó, online này đó. Rồi, bây giờ mình sẽ ghim lại cái nắp. Nhớ ghim dây led vô. Đó, vô nè. Rồi, ngàm thì thường ở trước nó móc vô. Đó, rồi mình giả lập nha. Mình giả lập là đè cái nó rồi. Đó, khác biệt ngay đúng không? Xong. Thay vì các bạn phải mua một con chuột mới, chuột này là mình được, con essential này là mình được cho mua một con chuột mới, thì các bạn có thể cứu lại con chuột cũ và tiết kiệm hơn rất là nhiều tiền ha, so với mua chuột mới. Rồi, ok, bye các bạn ha, hẹn gặp các bạn trong một clip khác mà mình sẽ có nhiều cái kỹ thuật về technical hoặc là sửa chữa này nọ hơn mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, bye bye.